Ngày 1 tháng 7 đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa cho người nước ngoài mua nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì luật mới vẫn khó tạo ra đột biến về nhu cầu bất động sản đối với người nước ngoài do thị trường bất động sản Việt Nam còn khá nhỏ và chưa đủ sức hấp dẫn. Theo đại diện của CBRE, ý thức được điều này, nhiều nhà đầu tư đã chủ động tiếp thị sản phẩm của mình ra nước ngoài. Để thu hút nhiều hơn nữa cái người mua nước ngoài á, thì như tôi cũng có quan sát thì tôi thấy rằng là cái cửa đã mở rất là lớn cho người nước ngoài để họ vào Việt Nam mua nhà. Nhưng mà chưa có nhiều người nước ngoài họ thực sự họ muốn bước qua cái cánh cửa đó. Bởi vì là với họ thì Việt Nam vẫn là một cái điểm rất là nhỏ trên cái bản đồ đầu tư của họ. Rất là nhiều những cái tài phiệt, những cái nhà đầu tư lớn tại Trung Quốc, Hồng Kông hay Đài Loan hay tại Singapore, họ vẫn chỉ đầu tư ở nội bộ ở những cái nước lớn mà họ chưa bước chân vào thị trường Việt Nam. Thế thì một vài chủ đầu tư họ nhận thấy rằng là thay vào đó họ sẽ phải chủ động họ mang cái sản phẩm của họ ra nước ngoài. Các chủ đầu tư Singapore thì họ sẽ tận dụng lợi thế là sân nhà để họ mang dự án của họ sang Singapore, và thông thường họ sẽ kết hợp với một bên tư vấn bất động sản để giúp họ làm cái này. Thì CBRE cũng nhận được một vài yêu cầu để giúp họ tổ chức những cái sự kiện bán nhà xây dựng tại Việt Nam nhưng mà tại thị trường Singapore. Hay một vài những cái nhà đầu tư khác thì họ có thể là họ sẽ đặt những cái văn phòng đại diện, có thể gọi văn phòng đại diện thì hơi to tát, có thể là những cái cá nhân đại diện, môi giới đại diện ở cái thị trường nước ngoài, để nhắm vào những cái phân khúc khách hàng là Việt kiều. Thì đặc biệt là tại những cái thị trường mà đông Việt kiều như là thị trường ở bên Mỹ hay là bên Úc hay là bên Pháp, thì đây là những cái thị trường mà các cái nhà đầu tư cũng nhắm tới để đặt những cái văn phòng đại diện.